Hello, everybody, welcome to Health VKT. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game Mu hạt 5, Mu Origin hạt 5 ha. Ok anh em, lâu lắm rồi chúng ta không có một con Mu nào ha. Tính ra lâu lắm rồi đó, chúng ta không có chơi game này luôn á. Ok. Và hôm nay chúng ta sẽ có một con game khá là phê ha. Con này đầu vô thì chúng ta sẽ được 1 triệu kim cương VIP 5 cộng level 400 nha anh em. Wow. Vô cái cho quà hết hồn luôn ấy. Thơm. Ok, mặc một kiện trác vũ. Ok. Đây, cặp kiếm. Đó. Đấy, mặc đồ vô. Đồ. Thơm nha. Rồi, xong rồi, đấy gì ạ? À, quà. À, mua quà VIP được không ta? Đây, có quà VIP luôn. Đồ quà VIP, có một cái áo VIP kìa anh em. Ngon. Wow. Trời, trước mà để có được cái VIP này là cũng bộn tiền lắm á. Ok, chúng ta mở luôn nhân vật. Ủa, chưa mở được hả ta? Level 200 reset 2. Hoặc là level... hoặc VIP 6 anh em. Ok man. Ra cộng gia cố độ. Lâu lắm rồi không chơi game này, giờ vô cứ sao ấy nhỉ. À ok, đề cử bon. Rồi thơm luôn. Giờ mấy con quái. Chà. Đó, nó hơi lắc chút thôi chứ đánh được mà. Đây, giết boss dẫn ra kim cương như ngày nào ha. Mà đầu vô chúng ta có được 1 triệu kim cương rồi anh em. 1 triệu này xài cũng hơi phê ấy. Ok. Chà, sao mình chạy mình đứng ở đây lâu dữ ta. Rồi mặc đồ vô. Ủa. À đây trang bị vô. Ok man, trời ơi. Rồi đi đánh. Nhận quà hả. Trời. Chúng ta nhận hơi nhiều luôn á anh em. Thì chúng ta lên level 400. Ủa game này chuyển sinh là level bao nhiêu? Hay quên mất tiêu rồi anh em. Xem có bạn. Ok. Chúng ta chuyển sinh được rồi. Đúng rồi. Chúng ta chuyển sinh được rồi. Ủa đây đâu phải là cái phó bản ấy đâu. Đậu phòng đó. Bị rồi. Rồi, phó bản nào. Học kỹ năng, đúng rồi, chúng ta chưa có kỹ năng nữa. Đậu xanh nữa. Đó, đúng rồi, đó. Đó. Chưa đang đánh bên này mà. À chắc nãy chuyển sinh đó. Level 400 là phải chuyển sinh rồi. Bà mẹ nó. Đó, bắt đầu hay mạnh rồi đó. Ok nha. Rồi chúng ta đến với thông tin server cái đi. Để cho nó đứng đây nó đánh chút đi ha. Đây, thông tin server Mu hồi ức kỳ diệu hạt 5 khai mở server 1 Lorencia Open S1 vào 16 giờ ngày 16 tháng 4 2022 ha. Là hôm nay luôn ấy. Đó, open 16 giờ nha. Vào game là nhận ngay VIP 5 level 400 cộng với 1 triệu kim cương ha. Hệ thống quân hàm duy nhất tại Việt Nam. Boss rơi Kingdom hả? Rồi hả? Sự kiện Tết 2022 cơ hội trúng Việt Nam đồng hả? Update Best New Win New. Rồi cài cuốc rơi đầu hần BK 24/24.
nông dân cũng có cũng hóa siêu nhân hả, ngon lành phiên bản cày cốt ha. Đội ngũ gì máy chủ mu kỳ tích H5.com, đội ngũ vận hành sát sao, hỗ trợ và thấu hiểu 24/7. Ít game nào làm được tặng kim cương nè hả, gì tặng 1.000.000 kim cương khóa không khóa level 5, cái gì level 400 cộng VIP 5 hả, gì cài bot lấy đồ lấy kim cương không khóa, bơi ga đấu trường nhận hưởng hệ thống cánh thời trang mới và bắt mắt. Khó nơi nào nói không với chế độ pay to win, nạp thắng đó mà. Phiên bản cài cốt xây dựng cộng đồng mobi lành mạnh, không huy tràn lan mất giá trị game. Đội ngũ admin cam kết không tham gia vào game, không reset gì, không ra server liên tục, server ổn định mực mà không giật lắc ha. Hệ thống đã hoạt động 1 năm, cam kết duy trì lâu dài hả, ngon lành hả. Đó, ok, mới nha. Đó, mới lượng thấy được vô quẩy luôn á, vô đánh boss đi kiếm cái áo ok. Tính ra cái áo nạp lúc đầu của mình ngon hơn chứ, áo VIP ơi. Mà bây giờ vô đây thì mấy con này ngon rồi, tao có kỹ năng rồi thì tao đánh khỏe luôn, một hit một đó. Lâu lắm rồi mở vô là cái này, trời ơi, tính ra cũng mấy tháng rồi đó, 3-4 tháng gì đó, hoặc cũng cả nửa năm trời rồi đó chứ. Anh luyện gì đây, ok, luyện đồ. Tính ra bây giờ chạy nhiệm vụ level thì mình lên rồi anh em, chỉ có duy nhất là chúng ta phải chạy nhiệm vụ thôi, giết mấy con bọ nè. Ok, vô tư. Để mà lên level cao rồi chạy phó bản để mà chúng ta còn chuyển sinh nữa hả. Hình như vàng thì nó hơi ít vậy. Gia cố, ủa sao gia cố nhiều vậy? À, chúng ta gia cố lên 10 thì nó sẽ tự động được hả. Cố lên. 6 rồi, 7 rồi, 8 rồi, 9 nè hả, rồi 10 nè hả. Đó, auto hả, đó, trời ơi. Gì đây, đi giết quái nữa hả, ok. Giờ chúng ta vô đánh phó bản ai ship vẫn được hả. Mà thôi, cứ đi theo cái cốt truyện đi. Gì đây, mở bản đồ kích hoạt. Giờ chúng ta có thể mở được nhiều thứ lắm, bây giờ phải đi giết boss. Trời ơi, mấy con này bây giờ kích hoạt cánh rồi, ok rồi, tăng cánh lên 1 rồi, tiếp luôn, tiến vào phó bản gen rồi, phó bản đây. Oh man, đã không đã. Trời ơi, lên nè. Vàng lên nè. Nhận nè. Đó. Ghê. Đây con boss, đó, đánh con boss, chưa boss nữa hả? Oh, đánh lên gần cả 1.000.000 rồi anh em. Đúng rồi, tao bay ra nhiều để tao đánh cho tao có tiền thôi. Có tiền đi mua đồ về chuyển sinh nữa chứ. Trời ơi. Đó, đây, boss nè. Ok, 90, 93 rồi. Ủa, con này máu cũng hơi nhiều ha. Đấy, lên cả 1.000.000 luôn, ngon lành anh em. Thơm. Rồi, sẵn ở đây thì chúng ta đi phó bản A-Ship luôn chứ. Khoan, để lượn một vòng coi. Phó bản. Đây, reset, thiếu vàng dữ ta. Vàng thiếu tới 30 lần. Ở lòng 3 triệu lận hả? Ok,
Ok, chúng ta sẽ nhận hết cái này. Đây quà quà 7 ngày vậy nè, có thể mua hả? Ok, tí mua đá đó sao ha. Rồi rút. À, đang có rút miễn phí nè. Rồi hết rút miễn phí rồi. Phúc lợi, ở đây chúng ta có thẻ tháng Gen. Bây giờ ơi Gen nè. Đấy, trời ơi, có 100 à, trong này có 100 mà anh em. Trời ơi, trong này kim cương khỏe mà. Trời ơi. Ơi ta được 200 mấy 20 mấy triệu nè. Ra tao reset liền. Ok man. Rồi đã reset được. Đậu xanh nữa. Nãy giờ đi mò mò. Đi ở đây. Nhận phần thưởng. Phần thưởng nãy là gì vậy? Kim cương 5.000 kim cương cộng 2 triệu. Trời ơi. Đây, mua liền. Trời ơi. Không quan tâm lắm. Gì đây? Quyết mua. Mua liền. Trời ơi. Con này mua luôn ha. Đó, mua được con bé thơm liền. Rồi Long Vũ. Đó, bây giờ là tiền bạc không thành vấn đề. Này là đi nạp, tăng ngay sếp nhận hết hả? Đó, đó, đó. Đây, lực chiến lụm luôn ha. Đây, tầm bảo. Thử cái coi. À, kiểu như là cái này à, nó giống như là mèo chiêu tài á anh em. Ok, rồi, lụm hết. Đây, online nhận thưởng nữa nè, lụm luôn. Lâu quá chơi con mới chơi con này lại giờ vô giống như là nó bỡ ngỡ. Rồi mua ha. Đừng có hỏi gì vậy? À cấp VIP không đủ, VIP 6 mới mua được cái đó. Ok, không sao, chúng ta có thể mua mấy cái này mà. Ok man. À còn code nữa nha anh em. Còn cái này gọi là VIP nữa hả? Ngon lành, ngon lành. Chúng ta có code nữa hả? Code thì anh em đâu rồi? Nằm ở đây nè. Đó, kỳ tích ha. Mà cái này nhập ở đâu có đã? Hình như là nhập ở trong đây có chữ fit code. Ok. Rồi đây, nhân vật. Ok man. Ở trong này có gì nữa không? Vòng quay hả? Có luôn, vòng quay lụm luôn. Trời. Quay ra xu hay gì đây? Ok, được 1.000 xu. 1.000 xu thì chúng ta đổi lì xì. À, đủ có cái lì xì gì nè. Còn dư lại nè. Bắt đầu số dư lì xì được cập nhật trực tiếp. Tổng số tiền. Wow, này nhận Tết, đồ hay gì á. Ngon đấy. Lịch sử nạp, tích nạp. Ok. Vòng quay, fit code, lịch sử nạp, cửa hàng. Đây có shop luôn nè anh em. À, shop bán trái cây là nhiều không ạ? À? Dưới ai xếp. Trời ơi, nhân 3 hay xếp 2.000 lận mấy chú ơi. Buồn tình thiệt chứ, hồi nãy quay thêm chút nữa là ngon rồi anh em. Ok, chúng ta sẽ vô game lại. Để coi có code quà gì đây. Được 1.000.000 kim cương cộng với rương quà tân hữu gì đây. Túi tân hữu, vô mở cái túi coi cái gì ạ. À, kim cương nữa hả? Vậy là hồi nãy chúng ta mở nhập code chúng ta được thêm 10.000 kim cương nữa hả? Ok man. Rút, bồi dưỡng, tăng cấp, accept. Ok, vậy chúng ta sẽ đi mua hút nhân 2 quá. Nhân 3 có không? Nhân 3 cũng không luôn, vậy là hút nhân 2 rồi. Hút nhân 2 chúng ta sẽ mua bằng cái này. Ok. Ủa vé đấu trường không mua được ở đây hả? Đậu phộng. Ok, không thì chúng ta đánh phó bản này vậy. Đù. Chua như vậy. Rồi, nó đánh ở ngoài thì nó đánh ở ngoài. Chúng ta vào đây, chúng ta đây, tăng cấp con rồng lên. Đó, thần trang. Ok, đây có thần trang nè. Đó.
Đó, hồi nãy ăn cái quả VIP đây. Trời ơi, tranh thủ mở để có thêm lực chiến anh em. Bon, ok, win. Này linh hồn hả? Lùm luôn, mở hết luôn cho nó lên lực chiến. Cái này lên lực chiến hơi ít anh em. Lâu lắm rồi mới chơi lại con này ấy trời. Ngon lành. Game này giờ hình như cũng không thấy ông nào mở luôn á. Đó là cái này có thì quẩy liền hả? Để mai chiều lại không có game mà chơi. Đấy. Ok ha. Thì link heo sẽ để dưới phần mô tả. Anh em nào có chơi thì chơi ha. Thì nhắc lại thông tin server Open X1 Loren vào 16 giờ ngày 16 tháng 1 ha. Ok anh em nào có chơi thì có thể cái này chúng ta không có tải APK app về ha. Vào web chơi hẳn luôn nha anh em. Chơi trực tiếp trên trình duyệt ha. Bản này cũng ngon đấy anh em. Ok ok. Đục, hồi nãy giờ quên. Ủa cái này nó không có nhân lực chiến cho mình hả ta? Hình như không rồi. Bây giờ chỉ cài level lên 200 rồi chúng ta chỉ việc mở thêm slot lính để cho nó đánh thôi anh em. Ngon lành. Trời ơi. Ok man. Mở nè, mở nè. Đó, mở được thêm hai cái nữa. Ngon nè, ngon nè. Cái này mở lên cái gì ta quên mẹ này. Này lên lực chiến mới nhiều nè. Đó. Ok, mở hết slot luôn. Rồi, đó, qua bên này luôn. Cái này mới tăng lực chiến nhiều nè anh em. Mà nó đập cái này nó cũng chua lắm. Đấy, 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 đấy. Lụm luôn, lụm luôn. Cái nhẫn bên bên tay trái nó không có hiện nữa ta. Đây. Full 7 hình như là có hiệu ứng. Mặt trang bị mới có thể cường quá. Vậy ta còn thiếu cái nhẫn hả? Đậu xanh đó. Ồ, đánh cái này tính ra nãy giờ đánh cũng lâu dữ. Chắc con này boss cuối rồi anh em. Ok, rồi, thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Còn nhiều game hay ho khác đang chờ đợi chúng ta ha. Và nhớ con này open vào 14 giờ nha. Ok anh em. Đầy đủ, trời ơi. Đó. Trời ơi. Xong nhiệm vụ liền. Quá là đơn giản. Lên level 90 mấy liền. Ok, thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn.